Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chiều để chúng ta được cùng nhau đến với lời của Chúa. Buổi chiều hôm nay thì tôi xin được phép chia sẻ về một cái chủ đề, đó là tầm quan trọng của sự che phủ thuộc linh. Thưa quý bà chị em, ở trong lời của Chúa thì cho chúng ta biết rằng là Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của sự trật tự. Ở trong Đức Chúa Trời, ba ngôi của chúng ta có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh đồng đẳng, đồng quyền với nhau. Họ luôn có một sự bình an, hài hòa và hiệp một với nhau ở trong mọi công tác và cũng như trong bản tánh của Ngài. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 14 câu số 33 phần A chép rằng: Vả Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa của sự hòa bình. Hãy làm như trong cao thánh của các thánh đồ. Tại sao mà chúng ta lại nói điều này, thưa quý mài cha? Bởi vì trong những ngày cuối cùng này thì chúng ta thấy rằng là ma quỷ nó gây ra rất là nhiều cái sự tấn công, bắn phá vào trong đời sống thuộc linh của con cái Chúa, từ trong đời sống cá nhân, rồi đời sống gia đình và cũng như trong hội thánh. Ma quỷ nó có thể tấn công đủ mọi cách, đủ mọi chiêu trò của nó. Như hồi nãy người chị em chúng ta cũng có làm chứng rằng là khi mà bắt đầu bước chân vào trong trường hội thánh để học lời của Chúa, để tập tành hầu vị Chúa, thì bắt đầu có những nan đề và sóng gió nó xảy ra. Còn trước đây chưa quyết định để mà đi học lời của Chúa, trở thành một người hầu vị Chúa đó, thì cuộc sống dường như là dễ thở hơn. Nhưng mà khi bắt đầu có một quyết định để mình phục vụ Chúa qua việc trang bị lời của Chúa cho cá nhân, thì chúng ta thấy rằng là có những sự thử thách trăm bề thoạt đến cho chúng ta. Vậy thì chúng ta thấy rằng là ma quỷ nó luôn luôn tìm cách để tấn công nhằm ngăn trở cho đời sống tâm linh của chúng ta không thể được bình an và không thể được có một cái sự thuận lợi ở trong việc đi theo Chúa, phục vụ Chúa. Cho nên chúng ta rất là cần có nhau để chúng ta bảo vệ cho nhau. Đi hầu vị Chúa mà chúng ta mồ côi, cô đơn một mình, quý vị, rất là nguy hiểm. Cho nên Chúa Giêsu, Ngài là bậc thầy của Ngài là bậc thầy của truyền giáo. Ngài đã sai các môn đồ đi từng đôi một. Tại sao đi từng đôi, quý ông bà chị em? Là bởi vì họ sẽ bảo vệ lẫn nhau. Cho nên là người hầu vị Chúa, chúng ta rất là cần có những người đồng công, đồng lao bên cạnh để giúp đỡ chúng ta trong những lúc mà ma quỷ nó khều, nó chọt chúng ta đủ mọi cách hết, quý vị. Ma quỷ nó có thể lúc thì nó khều người này, lúc thì nó khều người kia, lúc thì nó chọt người nọ để gây sự, gây hấn với chúng ta. Và chúng ta cần phải là những người khôn ngoan trong ơn của Chúa để mình biết được cái mưu kế của ma quỷ. Cầu thủ giỏi khi mà ra sân đó, quý vị, thì ngay lập tức những cầu thủ đối phương họ sẽ biết được đó là cầu thủ mà mình cần phải chăm sóc kỹ. Chẳng hạn một cầu thủ bình thường ra sân không ai ngó ngàng quan tâm đến cầu thủ đó hết. Nhưng mà khi Messi hoặc là Ronaldo mà bước ra sân đó, quý vị, là có người tới chăm sóc rất là kỹ. Quý vị càng được ơn, càng được sức dầu nhiều chừng nào thì ma quỷ nó càng chăm sóc chúng ta kỹ chừng đó. Cho nên chúng ta cần phải tỉnh thức để chúng ta cầu nguyện. Cầu nguyện xin Chúa Ngài cho chúng ta có một cái sự khôn ngoan để mình không bị mắc mưu ma quỷ. Ma quỷ nó dùng đủ mọi mưu kế, quý mài chèm. Nó không phải đe dọa chúng ta bằng cái hình ảnh của nó thực tế đâu. Nhưng mà nó sẽ dùng những hình ảnh của những người thân yêu xung quanh chúng ta, hoặc là thậm chí hàng xóm của chúng ta, những người chưa tin Chúa đó, quý vị. Nó gây hấn với chúng ta đủ kiểu, đủ trò hết. Gây ra những tổn thương, hiểu lầm, rồi những cái sự đau đớn. Cho nên chúng ta là cầu thủ giỏi của Chúa, chúng ta cần phải xác định một điều rằng là tôi theo Chúa thì tôi sẽ chỉ làm đẹp lòng Chúa mà thôi. Cho dù người ta có tổn thương hay nói xấu tôi, hoặc là ghen tị, hoặc là có bắt bớ tôi như thế nào cho nữa, thì tôi vẫn sẽ cứ đi theo Chúa và hoàn tất mục đích cuối cùng cuộc đời của mình. Và để chúng ta có thể đi theo Chúa cho đến cuối cùng một cách bình an và đầy ơn điển đó, quý mài chèm, thì Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng cần có một người cha, một người thầy trong thuộc linh để chúng ta được sự che phủ trong thuộc linh. Và trước hết thì chúng ta biết rằng là ở trong Đức Chúa Trời ba ngôi thì Chúa Giêsu Ngài chính là Đức Chúa Trời ngôi thứ hai. Ngài có một tâm tình rất là khiêm nhường và nhu mì. Chính Ngài đã hạ mình xuống, Ngài đã từ bỏ mình đi và lấy hình tôi tớ trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Ở trong Philip đoạn 2 câu số 5 cho đến câu số 9, chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu Ngài chính là một tấm gương sáng cho sự hạ mình vâng phục.
Dẫu rằng Chúa Giêsu Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài không có nắm giữ điều đó. Chúa Giêsu từ bỏ mình đi và Ngài sẵn sàng để chịu hạ mình, đồ phục Đức Chúa Cha. Và ở trong gian đoạn 6 của 38 chép rằng là vì ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Chúa Giêsu Ngài đến thế gian này, Ngài không làm theo ý của Ngài, nhưng mà Ngài làm theo ý của Cha, tức là Đức Chúa Trời ngôi thứ nhất. Và Chúa Giêsu Ngài làm gì đó để cho chúng ta có một tấm gương của sự thuận phục ở trong hội thánh quý mài Cha. Dẫu rằng chúng ta đều là những người tin Chúa như nhau, chúng ta được gọi là anh chị em với nhau trong gia đình, trong đại gia đình của Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta cũng có một sự trật tự và có những cái thứ bậc mà chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau, và chúng ta có sự gắn bó với nhau ở trong thân thể Chúa Giêsu Christ. Đức Thánh Linh Ngài cũng là Đức Chúa Trời ngôi thứ ba đồ phục Chúa Giêsu. Ở trong gian đoạn 16 câu số 7 chép rằng là do vậy ta nói thật cùng các ngươi, ta đi để ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu, song nếu ta đi thì ta sẽ sai Ngài đến. Vậy thì Đức Thánh Linh, dầu rằng Ngài cũng là Đức Chúa Trời, nhưng mà Đức Thánh Linh Ngài không tự ý đến. Nếu mà Chúa Giêsu Ngài chưa được cất ra khỏi thế gian này, Chúa Giêsu chưa được thăng thiên và vinh hiển ở bên hữu ngai Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh cũng không tự ý đến ở trên dân sự của Chúa. Và đợi đến khi mà Chúa Giêsu Ngài sai Đức Thánh Linh đến, thì Đức Thánh Linh Ngài mới đi đến. Vậy thì mình thấy rằng là trong ba ngôi Đức Chúa Trời có một cái sự trật tự rất là tuyệt vời. Họ dẫu rằng là họ ngang bằng đồng quyền với nhau đó, nhưng mà họ vẫn tôn trọng những cái quyết định của nhau, tôn trọng những kế hoạch của nhau, tôn trọng công việc của nhau. Và ở đây chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là một đấng rất là huyền nhiệm. Chúng ta không thể nào hiểu thấu được bản tánh và hiểu thấu được những cái sự vận hành của Ngài cho đến khi chúng ta bước vào trong cõi đời đời. Dẫu vậy thì Kinh Thánh cho chúng ta thấy được có những cái tấm gương, những cái câu Kinh Thánh để chúng ta hiểu được rằng là Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải như thế nào đối với nhau ở trong Chúa. Trước hết thì chúng ta thấy rằng trong hội thánh chúng ta cần phải duy trì sự đầu phục với nhau. Đức Chúa Trời Ngài muốn có sự đầu phục ở trong hội thánh với mục đích đó là loại bỏ cái sự kiêu ngạo. Ở trong Gia-cơ đoạn 4 câu 6 chép rằng là nhưng Ngài lại ban cho chúng ta ơn lớn hơn nữa. Vì vậy Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 5 chép rằng là cũng khuyên bọn trẻ tuổi hãy phục theo các trưởng lão, hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy thì trong hội thánh của Chúa chúng ta cần phải có sự khiêm nhường hạ mình với nhau. Và đây là một cái sự trang sức thánh quý mài Cha. Đây là một cái sự rất là giá trị mà Chúa Ngài nói rằng là đây là trang sức bằng sự khiêm nhường. Trang sức bằng vàng, bạc hay là những cái vật giá trị khác, nó chỉ là một cái sự tạm thời mà thôi. Nhưng mà trang sức bằng sự khiêm nhường, bằng sự đầu phục, bằng sự hạ mình ở trước mặt Chúa, đó là một cái rất là điều rất là trân quý ở trước mặt Chúa. Và kết quả của sự đầu phục đó là chúng ta trở thành những ống dẫn phước hạnh cho Đức Chúa Trời, theo như lời của Chúa hứa với Abraham ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 2 cho đến câu 3 rằng là ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Cảm ơn Chúa, khi chúng ta đầu phục và hạ mình bước đi ở trong ân điển và đức tin của Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta sẽ biến mình trở thành một ống dẫn phước hạnh, mà qua đó Đức Chúa Trời có thể sử dụng chúng ta như là một nguồn phước cho các dân tộc ở trên thế giới này. Quý vị có tin rằng là mình có thể ảnh hưởng trên các dân tộc trên thế giới không? Trước đây thì tôi rao giảng tin lành cứu rỗi, tức là đem người ta từ dưới đất này lên trời qua đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Tức là linh hồn họ được cứu, tức là sau khi họ tin nhận Chúa Giêsu Christ thì họ được tái sanh, họ có được cái sự cứu rỗi ở trong thiên đàng vinh hiển, và họ chỉ chờ đến ngày mà họ lìa đời thì họ ngay lập tức được vào thiên đàng với Chúa. Đó là tin lành cứu rỗi. Nhưng mà tôi quên mất rằng là còn có một tin lành bên cạnh đó, song song với tin lành cứu rỗi, đó là tin lành nước trời. Tin lành nước trời là tin lành đem đến quyền năng vinh hiển và hiện diện của Đức Chúa Trời từ thiên đàng xuống trên đất này để có thể cai trị trên đất này, có thể bày tỏ ra quyền năng của Chúa và biến đổi thế gian này.
Bài cầu nguyện chung hàng tuần chúng ta thường hay đọc ở trong hội thánh đó là: Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất cũng như ở trời. Tức là sao ạ? Nước của Cha, vương quốc của Cha trên trời phải đến ở trên dương thế này. Và ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy ở trên thế gian ngày hôm nay đó quý bà chị em, những lĩnh vực như là tôn giáo, gia đình, chính phủ, kinh tế, nghệ thuật, rồi truyền thông, và tất cả những lĩnh vực quan trọng ở trên thế giới này đều nằm ở trong bàn tay của ma quỷ hết. Nếu chúng ta nhìn vào Kinh Thánh thì chúng ta thấy rằng là có những Joseph, có những Daniel, họ đã nắm được cái những ngọn núi đó, và họ thành công rất là lớn, và họ ảnh hưởng trên cả một đế quốc, cả một thế giới thời bây giờ. Và tôi ước ao rằng là trong thế hệ của chúng ta sẽ có những Joseph, có những Daniel của Chúa có thể cai quản ở trên những ngọn núi lĩnh vực lớn đó. Và để được như vậy đó quý vị, chúng ta cần phải được dạy dỗ và được thay đổi tâm trí của chúng ta. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng là thôi tôi tin Chúa vậy là đủ rồi, tôi cứ trung tín đi nhóm thờ phượng Chúa, đến khi mà về già lớn tuổi rồi Chúa gọi tôi về là tôi về thôi, rồi tôi làm chứng cho một vài ba người tin Chúa vậy là đủ rồi. Đó cũng là suy nghĩ của tôi trước đây đó quý vị. Nhưng mà sau này thì khi mà tôi càng đọc lời của Chúa, càng đào bới và suy gẫm lời của Chúa, thì tôi nhìn thấy rằng là Đức Chúa Trời Ngài có những cái điều lớn hơn dành cho chính mình và cho thánh của Chúa. Đó là chúng ta làm thế nào để thay đổi được thế nhân chung quanh chúng ta. Trước hết thì chúng ta thấy rằng là ở trong hội thánh thì chúng ta có sự thuận phục, vâng phục lẫn nhau để chúng ta được sự bảo vệ ở trong thuộc linh. Và chúng ta trở thành những ống dẫn phước hạnh cho nhiều người xung quanh chúng ta. Ở trong Truyền Đạo đoạn số 4 câu số 9, lời của Chúa cũng nói rằng là hai người thì tốt hơn là một người. Hai người tốt hơn một vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Câu 12, lại nếu kẻ ở mình bị người khác thắng thì hai người có thể chống cự nó, một sợi dây bệnh ba lấy làm khổ đức. Vậy thì khi chúng ta có sự hiệp một với nhau, chúng ta có sự bảo vệ cho nhau thì cái điều đó rất là tốt. Và trong hội thánh của Chúa, chúng ta cần có những người cha, người mẹ thuộc linh để chăm sóc cho chúng ta. Hoặc là có những người anh, người em, người chị thuộc linh để có thể nhắc nhở, hoặc là để khuyên lơn, hoặc là để khích lệ chúng ta cho con đường chúng ta đi theo Chúa. Khổ nhất đó là những người mà không có nơi nào để có thể về. Hỏi ra anh thuộc hội thánh nào? Dạ tôi thuộc hội thánh quốc tế. Chủ nhật đầu tuần tôi đi chỗ này, chủ nhật đầu tuần thứ hai tôi đi chỗ này, tuần thứ ba tôi đi chỗ này, tuần thứ bốn tôi đi chỗ kia. Rốt cuộc hỏi những hội thánh đó, bốn hội thánh đó, hỏi ủa cái người đó thuộc tín đồ của hội thánh nào? Tôi không biết luôn, không có thánh nào nhận hết. Quý mài chị em, chúng ta thấy rằng là chúng ta tuy rằng mình đứng với Chúa và mình đầu phục Chúa, nhưng mà Chúa cũng làm việc qua hội thánh của Chúa. Và Chúa cũng làm việc qua hội thánh của Chúa, bởi vì Chúa là đầu và hội thánh là thân thể của Chúa. Cho nên chúng ta rất là cần có những chân đèn để cái đèn được thắp lên và được đặt ở trên đó. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn số 5 câu số 15, lời của Chúa Giê-xu Ngài phán thế này: cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, xong người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Cái từ chân đèn ở đây hình bóng cho hội thánh của Chúa. Khi một cái đèn được thắp lên thì cái đèn đó, cái đuốc đó nó cần phải được để ở trên cái đế hay là cái chân đèn để cho soi sáng khắp cả cái nhà đó. Và chân đèn là hình bóng cho hội thánh của Chúa. Vậy thì nếu giả sử tôi là người được ơn, được sức dầu của Chúa, thì tôi cần phải có một hội thánh để tôi có thể kết ước và tôi phục vụ ở trong hội thánh đó. Bởi vì Chúa Ngài tôn trọng hội thánh của Ngài và Ngài dùng hội thánh để công nhận chức vụ của tôi. Giả sử khi mà David được sức dầu để làm vua, thì David nhận biết rằng là mình có sức dầu của Chúa ở trong chức vụ đó. Nhưng mà nếu ai hỏi David rằng là ủa anh được sức dầu làm vua nhưng mà dân của anh có công nhận rằng anh là vua của họ không?
David sẽ phải trả lời như thế nào để quyên mài chen? Sẽ rất là khó đúng không ạ? Cho nên David phải chờ đợi đúng thời điểm thì dân Israel họ đến, họ xức dầu cho David làm vua tới ít nhất là 3 lần. Và dân Israel họ đã công nhận rằng là David là vua của họ. Chúng ta thấy rằng là David là một người rất là khiêm nhường và nhận biết được cái thời điểm của Chúa trên đời sống của mình. Nếu giả sử một người nói rằng là tôi là mục sư, nhưng mà hỏi các hội thánh thì không hội thánh nào nói rằng tôi công nhận cho cái người mục sư đó hết. Thì quý vị thấy rằng là nó có gì đó sai sai đúng không ạ? Chẳng hạn như David nói rằng là tôi là vua của Israel, nhưng mà hỏi ra dân Israel họ không xức dầu cho ông. Dân Israel họ không công nhận ông làm vua, thì bây giờ chương trình của Chúa không thể nào có thể hoàn tất được. Cho nên trong hội thánh của Chúa có cái sự thuần phục qua lại như vậy. Cho nên chúng ta là người hiểu biết, chúng ta cần phải hiểu được cái điều này. Bởi vì ngày hôm nay thiếu đi cái sự dạy dỗ này. Có nhiều con cái Chúa ở những nơi xa đó quý vị, thiếu cái điều kiện đó. Chúng ta không có đi nhóm thờ phượng Chúa được, và thế là mình nghe giảng online. Và khi mà nghe giảng online thì mình cũng thờ phượng Chúa từ xa và cũng nghe lời Chúa từ xa. Nhưng mà về mặt thuộc linh thì mình không có được kết nối, và mình không có ở trong cái sự che phủ thuộc linh của bất cứ hội thánh nào hết. Điều này cũng là một cái thiếu sót. Bởi vì cớ mỗi người chúng ta được tái sanh và được sinh ra trong gia đình của Chúa, thì Chúa Ngài cũng sẽ dùng một người tôi tớ Chúa ở trong hội thánh đó như là một người cha thuộc linh để chăm sóc cho chúng ta. Và nếu mà chúng ta được sinh ra trong vương quốc của Đức Chúa Trời mà chúng ta không có giấy khai sinh, tức là người ta cũng không biết chúng ta sinh ra ở đâu, rồi tên cha tên mẹ của chúng ta là gì, thì quý vị thấy rằng là nó hơi khó đúng không ạ? Dẫu rằng là trong thuộc linh thì chúng ta biết rằng là mình đã được tái sanh rồi đó, mình đứng với Chúa rồi đó, nhưng mà về mặt tổ chức cơ cấu thì chúng ta dường như là bị mất gốc. Và ngày hôm nay đó quý vị, về mặt hành chánh đó, nếu mà một người Việt Nam mà mất đi giấy khai sinh và mất cái gọi là hộ khẩu của mình đó, rất là khổ trong việc mua bán hoặc là hành chánh. Trong thuộc linh cũng vậy quý vị, chúng ta cần phải biết được cái nơi nào chúng ta được sanh ra, và hội thánh nào là hội thánh che phủ thuộc linh cho mình. Ngày hôm nay tôi thấy có những hội thánh giáo hội họ rất là đã phá cái định nghĩa, cái khái niệm về che phủ thuộc linh hoặc là bao phủ thuộc linh. Họ nói rằng là trong thời xa xưa làm gì có cái chuyện mà bao phủ thuộc linh hoặc là cha thuộc linh. Các hội thánh họ nhiều khi họ nhóm lại với nhau rồi không có mục sư nào giảng hết, họ tự họ chia sẻ lời Chúa với nhau, đâu cần phải có mục sư để mà bao phủ thuộc linh làm gì. Nhưng mà chúng ta thấy được ở trong Tân Ước có một người cha thuộc linh và có một người con thuộc linh, và họ thường hay viết thơ và trao đổi với nhau, đó là sứ đồ Phaolô. Ở trong Timôthê thứ nhất đoạn số 1 từ câu 1 trên câu 2, Phaolô vâng mạng Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Giêsu Christ là sự chống cậy chúng ta, làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho Timôthê là con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Vậy thì sứ đồ Phaolô ông đã có một người con trong thuộc linh, người con trong đức tin, đó là Timôthê. Và Timôthê đã được sinh ra ở trong gia đình của Đức Chúa Trời qua chức vụ của sứ đồ Phaolô. Ở trong Timôthê thứ nhì đoạn số 3 câu 10 cho đến câu 11 chép rằng là: về phần con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hành, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đổ của ta trong những sự bắt bớ và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra. Những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Ở đây sứ đồ Phaolô ông nói rằng là về phần con, tức là Timôthê đó, con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hành, ý muốn. Vậy thì mình thấy rằng là để trở thành một người con thuộc linh thật sự đó quý vị, thì cái người đó cần phải luôn luôn nghe những lời dạy dỗ của người cha thuộc linh của mình. Trong gia đình của chúng ta, khi con của mình sinh nó ra, thì mình mặc định mình là cha là mẹ của nó đúng không ạ? Nhưng mà khi mà nó lớn tuổi, khi mà lớn lên khoảng chừng tầm 5-6 tuổi thì chúng ta sẽ gửi nó đi học ở trong nhà trẻ, rồi lớn lên một chút nữa nó vào trong cấp 1 nó học. Thì bây giờ nó vào trong trường nó học, nó gặp nhiều thầy nhiều cô, nhưng mà khi mà nó về nhà
thì chúng ta vẫn là cha là mẹ của nó. Và những người thầy người cô dạy những điều hay lẽ phải ở trong trường đó quý vị, thì khi mà nó ở trong trường thì nó vâng phục những người thầy người cô đó. Nhưng mà riêng về mặt tâm linh đó quý vị, thì nó chỉ có một mình chúng ta là cha là mẹ của nó thôi, đúng không ạ? Nó không thể nào gọi những người thầy người cô ở trong trường dạy những điều hay lẽ phải đó là cha là mẹ của nó được. Thì cũng vậy, ở trong thuộc linh cũng vậy quý bà chị em. Khi mà chúng ta được tái sanh, chúng ta được chăm sóc, chúng ta được dạy dỗ thuộc linh mỗi tuần lễ ở tại một nơi nào đó, là cái nơi bao phủ thuộc linh của mình, thì cái người mục sư đó sẽ là cái người cha thuộc linh của chúng ta. Cho dù chúng ta nghe mục sư này, mục sư kia, mục sư nào đó ở giảng, ở nước ngoài giảng, nhưng mà về mặt thuộc linh thì chúng ta vẫn là đứa con ở trong hội thánh này. Và chúng ta cần phải biết được đâu là người cha thuộc linh của chúng ta. Và chúng ta càng nghe mục sư nào giảng nhiều thì cái người mục sư đó sẽ có cái quyền ảnh hưởng trong thuộc linh trên đời sống của chúng ta. Sẽ có một sự ảnh hưởng rất lớn với mài cha. À, có những khi trước đây tôi thường hay nghe những mục sư có ơn tứ quyền năng chữa lành. Tôi nghe thường xuyên, nghe đến nỗi mà ngày nào tôi cũng nghe hết, nghe sáng, nghe chiều, nghe tối. Thì tôi cảm nhận thuộc linh của tôi nó có một sự sức giàu và có một cái sự chúc phước. Và tôi cũng nhìn thấy trong đời sống của những người tín hữu, có những người họ yêu thích một mục sư duy nhất thôi, họ chỉ nghe mục sư đó giảng thôi. Thì tôi cũng nhìn thấy được đời sống của người đó có một sự ảnh hưởng nhất định từ cái sự sức giàu và ơn của cái người mục sư đó trên đời sống của người đó. Cho nên để trở thành một người con thuộc linh thì người đó cần phải noi theo ở trong sự dạy dỗ, phải có một tấm lòng, một tánh hành, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đổ của người cha thuộc linh ở trong đời sống của mình. Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu 15 chép rằng là: bởi chân dẫu anh em có một vạn thầy giáo trong Đấng Christ nhưng chẳng có nhiều cha, vì tôi đã dùng tin lành mà sanh anh em ra trong Đức Chúa Giêsu Christ. Quý bà chị em thấy không? Sứ đồ Phaolô nói rằng là dẫu anh em có một vạn thầy giáo trong Đấng Christ. Một vạn tức là 10.000 đó, 10.000 thầy giáo ở trong Đấng Christ, tức là nghe mục sư này, mục sư kia, thầy giáo này, giáo sư nọ giảng. Nhưng mà trong thuộc linh thì anh chị em không có nhiều cha đâu, chỉ có một hoặc là hai mà thôi. Và ông nói thêm rằng là: vì tôi đã dùng tin lành mà sanh anh em ra trong Đức Chúa Giêsu Christ. Như vậy thì cái người cha thuộc linh sẽ dùng lời của Chúa để sanh chúng ta ra trong Chúa Giêsu. Ở đây có thể một số quý mài chị em sẽ tua ngược lại cái memory của mình, cái bộ nhớ của mình nhiều năm về trước, ai là cái người đã khải đạo cho chúng ta, ai là người đã cầu nguyện cho chúng ta tin Chúa, ai là người đã có ảnh hưởng lời của Chúa trên đời sống của chúng ta nhiều nhất. Và có thể bây giờ vì một lý do nào đó, người đó đã không còn ở trong hội thánh của chúng ta, hoặc là người đó đã đi đâu đó rồi. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao để quý mài cho em? Giả sử người cha thuộc linh của chúng ta được Chúa gọi qua một cái vùng đất khác. À, ở trong cái thánh có nói về cái điều này. À, chúng ta xem ở trong công vụ các sứ đồ. À, công vụ các sứ đồ câu số xin lỗi, công vụ sứ đồ đoạn số 20 câu 36 cho đến 38. Phaolô nói lời đó xong bèn quỳ xuống và cầu nguyện với thảy các người ấy. Ai nấy đều khóc lắm, ôm lấy cổ Phaolô mà hôn. Lấy làm buồn bực nhất là vì nghe người nói rằng anh em sẽ chẳng thấy mặt mình nữa, đoạn đưa người xuống tàu. À, đây là phân đoạn thánh nói về việc mà Phaolô ông giảng bài giảng cuối cùng cho các trưởng lão và mục sư ở tại thành Ê-phê-sô. Và ông nói rằng là Chúa kêu gọi tôi đi đến một cái chỗ khác, và bây giờ đây là lần cuối cùng mà mọi người có thể gặp tôi. Ông nói rõ điều đó với các mục sư ở tại Ê-phê-sô. Theo như quý mài cho em, chúng ta thấy rằng là hội thánh này đang đứng trước một nguy cơ, đó là phải say goodbye, mà không phải là goodbye tạm biệt đâu, mà là giống như vĩnh biệt vậy đó. Vĩnh biệt luôn. Tại vì là không bao giờ gặp mặt ở trên đất này nữa, chỉ gặp nhau trên thiên đàng mà thôi. Đó là vĩnh biệt trên đất này đó. Bây giờ hội thánh này phải làm sao để quý mài cho em? Không có người bảo phủ thuộc linh nữa rồi sao? À, chúng ta đọc kỹ chúng ta sẽ thấy rằng là chính những người mục sư và trưởng lão còn ở lại,
Những người đó là những người sẽ tiếp tục duy trì và phát huy cái bầu không khí thuộc linh ở trong chính hội thánh của mình. Và chính những người đó sẽ là những người cha thuộc linh kế thừa cho sứ đồ Phaolô tại hội thánh của mình. Và Phaolô đã cầu nguyện cho những người còn ở lại quý mài trên. Phaolô đã cầu nguyện cho những trưởng lão, cho những mục sư đó. Và sức dầu cho họ, xin ơn của Chúa ở trên những người này. Để họ sẽ tiếp tục chăm sóc và bảo vệ cho bầy chiên của Chúa tại đó. À, cho nên Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng rất là khôn ngoan và mưu luận. Không bao giờ Ngài cất đi cái người cha thuộc linh ra khỏi thánh rồi sau đó để tại chỗ đó một cái vị trí nó trống huất ở đó. Rồi bầy chiên của Chúa thì tản lạc. À, không đâu, Chúa Ngài luôn luôn có một người kế thừa để tiếp tục tiếp nối cái công việc của người đi trước. À, cho nên chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Chúa Ngài luôn tốt lành trên đời sống của chúng ta. Và hãy nhận biết được đâu là người cha thuộc linh của chúng ta để chúng ta từ đó chúng ta có thể được chăm sóc, được bảo vệ, được cầu nguyện, cầu thay. À, chúng ta sẽ nhận được những cái điều phước hạnh từ nơi người cha thuộc linh của chúng ta. À, chúng thấy rằng là Phaolô là một người cha thuộc linh cho cả một vùng đất châu Âu thời bấy giờ. Công việc của ông rất là nhiều, bận rộn trăm bề quý mài chen. Và cái công việc của một người cha thuộc linh đó là phải quan tâm, thăm hỏi, chăm sóc, rồi cầu nguyện, cầu thay, tư vấn, ôi đủ thứ hết. Nhưng mà không có một người cha thuộc linh nào là còn lại ở trên đất này mãi mãi để đời cả quý mài chen. Sẽ có một cái khoảng thời gian nào đó rồi sẽ được Chúa Ngài cất về trời. Mà Chúa Ngài có một cái chương trình để dấy lên có những người kế thừa. Và luôn luôn là cần thiết quý mài chị em hội thánh của Chúa. Nếu chỉ có một mình ông mục sư hầu vị Chúa rồi những người khác tín đồ ngồi ở đó không phục vụ Chúa là nguy hiểm lắm. Cho nên là tôi khích lệ quý vị là chúng ta cần phải cầu nguyện xin Chúa Ngài dấy lên trong hội thánh của Chúa có nhiều nhân sự hầu vị Chúa. Và nếu Chúa Ngài tin dùng con thì con cũng sẵn sàng để trở thành một trong những người hầu vị Chúa kế thừa cho hội thánh này. Sao nghe nói đến hầu vị Chúa, gương mặt của quý ông bà cho em nghe có vẻ căng thẳng quá. Quý vị muốn là người được nhận phước chứ không phải là muốn là nguồn phước đúng không? Nguồn phước á, là phải có nhiều việc để làm đó quý vị. Nhưng mà cái người được nhận phước á, thì có thể ngồi một chỗ thôi. Rồi nguồn phước nó sẽ đến với mình. Như vậy thì quý vị muốn trở thành nguồn phước của Chúa thì quý vị cần phải hoạt động năng nổ, siêng năng, sốt sắng. À, làm việc nhiều hơn. À, Chúa nói rằng là ai được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Đúng không ạ? À, được phước nhiều thì chúng ta sẽ phải san sẻ ra phước đó nhiều hơn. À, cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta có thể hoàn tất được cái sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của mình. Rồi tại sao chúng ta lại phải cần có một sự che phủ thuộc linh? Thứ nhất là để được bảo vệ. À, thứ hai đó là chúng ta sẽ được Chúa Ngài gìn giữ trong đường lối của Ngài. Ở trong Thi Thiên đoạn 91, Chúa nói rằng là người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Và những phước hạnh tiếp theo đó là những cái sự chữa lành, sự bảo vệ, sự che chở khỏi tất cả mọi sự tấn công, bắn phá của kẻ thù nghịch chúng ta. Và thứ ba đó là chúng ta cần có người khác để chăm sóc cho chúng ta ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Như vậy thì làm thế nào để sự che phủ thuộc linh có hiệu quả đây? Sự bao phủ thuộc linh có hiệu quả khi mà người được bao phủ có sự đầu phục. Sự đầu phục này, sự thuận phục này không phải là một cái sự luật pháp hay là ép uổng hay là bắt buộc. Nhưng mà đây là một sự đầu phục xuất phát từ tình yêu thương và kính sợ Đức Chúa Trời. Chúng ta cần được bảo vệ khỏi sự kiêu ngạo, đời sống tình cảm sai trật, tham lam tiền bạc, những nỗi sợ hãi. Và chúng ta cần nên cởi mở để thảo luận với người bao phủ thuộc linh của chúng ta. Bởi vì họ sẽ không phải là những người can thiệp và quyết định trong đời sống của chúng ta. Chúng ta vẫn là người quyết định. Người bao phủ thuộc linh của chúng ta chỉ đóng vai trò là người cố vấn mà thôi. Chứ không thể nào đưa ra quyết định cho chúng ta được. Và họ dùng lời của Chúa để khuyên bảo chúng ta. Chẳng hạn như khi quý vị gặp khó khăn ở trong công việc. Quý vị nhờ mục sư trong hội thánh của mình để cầu nguyện cho công việc của chúng ta, hoặc là chúng ta không biết mình phải làm như thế nào, thì cái người mà cố vấn cho chúng ta đó, họ sẽ đưa ra những lời khuyên và dựa theo lời của Chúa họ khuyên bảo và họ cầu nguyện chúc phước chúng ta. Họ không thể nào quyết định thay chúng ta được quý mài chen.
Họ chỉ đưa ra chúng ta cái phương hướng đó và chúng ta chính là người chọn lựa quyết định. Và người cha thuộc linh đó quý vị, họ có một cái điều mà không có bất cứ một người mục sư nào hoặc là một người tôi tới Chúa nào có thể làm được. Đó chính là họ có cái quyền để mà khuyên bảo, thậm chí là quở trách, kỷ luật đối với lại những đứa con thuộc linh của mình. Quý vị có dám đánh đòn con của hàng xóm không? Quý vị có dám la con hàng xóm trước mặt ba mẹ nó không? Nhưng mà quý vị có thể đánh đòn con của mình, đúng không ạ? Quý vị có thể kỷ luật con của mình trong sự yêu thương. Nếu mà nó sai, chúng ta có thể kỷ luật nó. Nếu mà nó chưa đúng ở trong một công việc nào đó, thì chúng ta sẽ dùng lời để chúng ta quở trách nó. Cốt là để cho nó hiểu được vấn đề. Vậy thì người cha thuộc linh ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cái công việc giống như vậy quý vị. Đôi khi họ sẽ đưa ra những cái lời quở trách rất là cứng. Đôi khi chúng ta nghe chúng ta cũng cảm thấy rất là khó để mà tiếp nhận. Nhưng quý vị ơi, đó mới chính là người cha thật sự của chúng ta. Chỉ có người cha họ mới đưa ra những cái lời mà dường như rất là khó nghe, nhưng mà những lời đó lại xuất phát từ tấm lòng yêu thương và thương con của mình, thương xót con của mình. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì tôi có người cha thuộc linh của tôi. Tôi được sự bao phủ, được sự bảo vệ. Rồi những mục sư lãnh đạo của tôi cũng có những người bao phủ linh của họ. Và không có một người nào mà hầu vì Chúa kết quả đầy ơn cho thế giới ngày hôm nay mà tôi nhìn thấy người đó lại không có người cha thuộc linh cả. Ngay cả tiên tri T.B. Joshua cũng có người cha thuộc linh của ông nữa. Và ông không chia sẻ với bất cứ ai hết. Mình thấy rằng là nhiều khi có những cái chức vụ rất là tầm cỡ, nổi tiếng thế giới, nhưng mà họ vẫn phải đầu phục trước một cái người mục sư hoặc là một người cố vấn nào đó. Và chúng ta thấy trở lại với lại sứ đồ Phao-lô đó, thì mình thấy rằng là ông dường như là một sứ đồ đầy ơn. Ông đi khắp nơi, ông giảng tin lành ở khắp cõi Asia và khắp cả châu Âu. Nhưng mà ông đi mỗi chuyến hành trình truyền giáo xong thì ông trở về với hội thánh ở tại Antioch, là nơi mà ông được sai đi. Và tại đó ông báo cáo lại công việc phục vụ Chúa làm sao, rồi bao nhiêu người tin Chúa, rồi công việc thế nào. Ông bày tỏ hết với mọi người tại đó. Xong rồi mọi người cầu nguyện chúc phước cho ông xong, và ông lại tiếp tục ông nghỉ ngơi và chuẩn bị cho hành trình truyền giáo tiếp theo. Vậy thì mình thấy rằng là ngay cả sứ đồ Phao-lô cũng có một hội thánh để mà ông được bao phủ thuộc linh ở tại đó. Cho nên là một người hầu vị Chúa hoặc là một người nhân sự trong hội thánh, chúng ta cần phải có một cái nơi để chúng ta có thể ổn định công việc phục vụ Chúa của chúng ta. Nếu giả sử chúng ta thành công thì chúng ta sẽ được bảo vệ khỏi những sự kiêu ngạo. Nếu giả sử chúng ta có bị thất bại thì tại đó chúng ta cũng sẽ được sự yên ủi và được sự chăm sóc, khích lệ để chúng ta không có nản lòng. Đó chính là cái nơi mà chúng ta sẽ được chăm sóc như vậy. Tuy nhiên trong trường hợp nào nó cũng có những cái ngoại lệ của nó. Tức là có những khi chương trình của Đức Chúa Trời muốn chúng ta rời khỏi cái căn nhà mái ấm mà chúng ta được che phủ thuộc linh. Tôi ví dụ Abraham, khi mà Chúa gọi ông thì ông đã được Chúa ngài gọi như thế nào? Ngươi hãy ra khỏi quê hương và vòng bà con của ngươi. Trước đó thì Abraham đã được che phủ thuộc linh ở trong gia đình của cha ông. Đó là một gia đình ngoại bang, không có biết Chúa, không biết Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi mà Chúa ngài hiện ra và Chúa ngài kêu gọi ông thì ông phải rời khỏi cái sự bao phủ thuộc linh đó. Và ông bắt đầu ông đi ở trong sự hiện diện của Chúa. Rồi chúng ta thấy rằng là có Joseph. Joseph cũng được Chúa ngài kêu gọi trở thành một người lãnh đạo rất đầy ơn. Nhưng mà cách mà Chúa đem Joseph qua Ai Cập đó quý vị, nó cũng là một cách rất là đặc biệt. Đó là Joseph đã bị các anh của mình phản bội và quăng xuống hố. Sau đó họ đem Joseph lên và đem bán qua Ai Cập, tức là Ai Cập. Và Joseph đã từ từ, từng bước một đi lên ở trong ơn của Chúa, và ông trở thành một người lãnh đạo trên cả thế giới thời bây giờ. Nếu giả sử Joseph không rời khỏi quê hương và nhà cha của ông thì làm sao mà Joseph có thể trở thành một người tể tướng ở tại Ai Cập được? Đúng không quý mài chen? Đôi khi Chúa dùng cái hoạn nạn, khó khăn, những cái sự nghịch cảnh để đem chúng ta đến cái nơi huy hoàng hơn, phước hạnh hơn.
Tôi biết ơn Chúa vô cùng bởi vì cách đây 17 năm về trước thì cuộc đời của tôi gặp nhiều khó khăn lắm. Thất bại trong tình cảm rồi công việc thì làm đâu nó cũng nhiều cái mình không thả lòng được. Và khi mà tôi cầu nguyện với Chúa, lúc đó tôi đến hội thánh ngũ tuần thì tôi cầu nguyện với Chúa và Chúa Ngài nói với tôi rằng bây giờ con cần phải bước đi hầu việc ta. Và trước hết thì cần phải học trường thánh. Và lúc đó thì tôi đang nhóm lại trong một hội thánh ngũ tuần lớn nhất ở tại Hóc Môn. Thì trong hội thánh ngũ tuần đó thì tôi chỉ là một hạt cát ở trong những nhân sự tại đó, tại vì ở tại đó rất là đông người giỏi, nhân sự tài giỏi hơn tôi rất là nhiều. Tôi thấy rằng là mình nếu mà hầu việc Chúa tại đây á thì mình không có đất dụng võ. Và thế là tôi cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, bây giờ con phải đi đến chỗ nào để Chúa có thể sử dụng những ân tứ, những ta lân của con. Và thế là Chúa bắt đầu từng bước dẫn dắt tôi đến cái nơi mà tôi cần phải đến. Và cảm ơn Chúa rằng là bây giờ tôi đến tại nơi đây để hầu việc Chúa. Và hơn 15 năm qua tôi hầu việc Chúa cùng với Thánh Ngũ Tuần Rema thì Chúa cho tôi rất là được phước. Và tôi sẽ không thể nào mà có được ngày hôm nay nếu mà tôi không ở trong cái hoạn nạn khó khăn trong những ngày đầu tiên. Chúa ngài dùng những cái sự khó khăn thiếu thốn đó, những thất bại của tôi đó để làm nên một cái chương vẻ vang trong đời sống của bản thân tôi. Có bao giờ quý vị đã nhận được một khải tượng lớn của Chúa mà sau đó quý vị mở mắt ra lại là một người khác không? Là một cái điều rất là khủng khiếp. Gia-cốp ông đã nhìn thấy một khải tượng rất là lớn ở tại Sinh Ký đoạn 28. Nhưng mà khi ông mở mắt ra thì ông lại nhìn thấy bà Lê-a. Đôi khi Chúa ngài cho chúng ta thấy một khải tượng rất là huy hoàng, nhưng mà bên cạnh chúng ta lại là một cái điều nó xảy ra nó không huy hoàng chút nào hết. Gia-cốp chính là một cái câu chuyện rất là hay quý mà cho em. Gia-cốp lúc ban đầu ông nhận được khải tượng của Chúa, nhưng mà sau đó thì ông lại thấy rằng là ông đã cưới nhầm bà Lê-a. Và bà Lê-a thì sinh ra 4 người con. Người con đầu tiên tên là Ruben, rồi thứ hai đó là Simeon, rồi thứ ba đó là Lê-vi, và thứ tư đó là Giu-đa. Cả 4 người con này, cái tên của họ đó ý nghĩa đó là thấy, đó là biết, đó là kết nối với. Và Giu-đa chính là chi phái sinh ra Đấng Christ, Đấng Mê-sa sau này. Và nếu chúng ta kết hợp lại 4 cái tên của 4 người con của Gia-cốp lại á, thì chúng ta thấy rằng là đó là một cái trật tự, đó là một câu văn rất là hay, giống như là một mật mã của Đức Chúa Trời. Đó là qua cái điều mà ông không muốn đó, tức là bà Lê-a đó, ông không muốn bà Lê-a, nhưng mà qua cái điều không mong muốn đó thì ông đã học biết cách để ông nhìn thấy, ông biết Đức Chúa Trời, ông kết nối với Chúa và ông có thể sản sinh ra Đấng Mê-sa sau này qua hậu tự dòng dõi con. Có những khi có những cái chương trình nó nằm ngoài muốn chúng ta quý mà cho em. Chúng ta muốn là đi thẳng như thế này nhưng mà Chúa lại có cái con đường khác. Và đó là một cái sự mưu luận, đó là một sự khôn ngoan không thể hiểu nổi của Đức Chúa Trời. Ôi tại sao mà Chúa ngài đem đến rất là nhiều cái nan đề trong hội thánh của chúng ta. Tôi nghĩ rằng là hội thánh được phước sẽ là hội thánh không có nan đề, chứ tại sao mà hội thánh nan đề tùm lum hết. Có bao giờ quý vị suy nghĩ điều đó không? Chắc là ông mục sư đó ông có nan đề gì đó cho nên là nan đề mới đến. Cũng có thể, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn như vậy, đúng không ạ? Chúng ta nhìn vào trong cuộc đời của Gia-cốp rồi Joseph cũng vậy. Joseph đâu có lỗi đâu, nhưng mà nan đề vẫn cứ đến trên đời sống của ông. Và trở lại với lời của Chúa, chúng ta thấy rằng là mọi sự hiệp lại đều là ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Quý mài chàng, chúng ta cần phải có sự đầu phục lẫn nhau. Dù là chúng ta bị phản bội, chúng ta bị chia ly, rồi chúng ta bị tổn thương, chúng ta bị khước từ bởi ngay trong chính gia đình của chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn phải cứ yêu thương và phải tha thứ cho những người anh, cho những người em đã từng phản nghịch lại với chúng ta, giống như Joseph vậy đó quý vị. Thì lúc đó tình yêu của Chúa và sức dầu của Chúa sẽ lan tỏa khắp nơi. Chúng ta cần phải duy trì cái bầu không khí của sự thuận phục và sự hạ mình ở trong hội thánh của Chúa, bởi vì ngược lại với sự thuận phục đó chính là sự phản loạn.
Và ma quỷ chính là kẻ phản loạn đầu tiên ở trong thiên đàng. Và chính sự phản loạn đó đã đem đến sự hủy diệt, đem đến sự chết, đem đến tội lỗi cho nhân loại của chúng ta. Và trong Cựu Ước cũng có nói về Cô-rê và những người cùng đi với ông ở trong sự phản loạn. Cô-rê đã dấy mình lên và kéo theo 250 người trong dân Israel, vốn là những quan tướng của những hội nghị viên của hội đồng có danh giá, hiệp lại để mà nghịch lại với Môi-se và A-rôn. Và họ không phục dưới chức vụ của Môi-se và A-rôn nữa. Họ nói rằng là đủ rồi, vì cả hội chúng đều là thánh hết và Đức Giê-hô-va ngự ở trong, vậy sao các ngươi tự cao trên hội chúng của Đức Giê-hô-va? Dân Số Ký đoạn 16 từ câu 1 cho đến câu số 4. Vậy thì mình thấy rằng là Cô-rê đã có sự dấy mình lên, ông không đầu phục, ông không thuận phục. Cho nên là hậu quả sau đó là đất đã hả miệng ra để mà nuốt cả Cô-rê, gia đình Cô-rê và tất cả những người đi theo đảng Cô-rê. Đây là một tấm gương mà Chúa Ngài ghi chép lại trong Kinh Thánh để chúng ta được dạy dỗ và chúng ta giữ mình không có rơi vào trong cái chỗ phản loạn. Tại vì bất cứ cái điều gì mà đi ngược lại với trật tự của Đức Chúa Trời, nó đều luôn luôn có cái dáng dấp của Satan là tà linh đứng đằng sau đó. Những kẻ phản loạn đều bị ở dưới quyền của ma quỷ khống chế họ. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1 cho đến câu 2 chép rằng: còn anh em đã chết vì tội lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vân phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy. Trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm tròn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thành nộ cũng như mọi người khác. Vậy thì mỗi người chúng ta trước đây đều ở trong những số con bạn nghịch. Chúng ta đã không đầu phục Đức Chúa Trời. Nhưng tạ ơn Chúa, Chúa đã thương xót chúng ta và Chúa đem chúng ta về để chúng ta học thuần phục Chúa và thuần phục vào thánh của Chúa. Và qua sứ điệp này tôi ước ao rằng con cái Chúa ở trong vào thánh của Chúa, chúng ta sẽ nhận biết được đâu là nơi mà tôi cần được sự che phủ thuộc linh. Và những con cái Chúa nào chúng ta nghe lời Chúa qua mạng và chúng ta suy gẫm lại chính bản thân mình, trong những năm tháng qua tôi có nghe lời Chúa, tôi cũng có giữ đời sống đức tin và thuộc linh của tôi rất là tốt với Chúa, nhưng mà tôi hiện tại vẫn chưa có nơi nào để tôi có thể gắn bó, tôi có thể kết ước, tôi có thể thuận phục như là một người con thuộc linh ở trong hội thánh đó. Thì quý vị có thể cầu nguyện với Chúa, Chúa sẽ dẫn dắt, Chúa sẽ đem quý vị đến tại nơi quý vị cần phải đến. Tại đó Chúa Ngài sẽ có một người cha thuộc linh để giúp đỡ chúng ta, nâng đỡ, dìu dắt và uốn nắn dạy dỗ chúng ta trong lời của Chúa. Chúa không muốn chúng ta trở thành một người con hoang đàn, quý mời chị em. Chúa muốn chúng ta trở thành một người con có sự thuận phục, thuận phục Chúa và thuận phục hội thánh của Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Và tôi tin rằng là người trung tín hay là người thuận phục luôn luôn có phước hạnh của Chúa. Amen. Hãy trung tín ở trong sự kêu gọi của Chúa. Hãy trung tín ở trong nơi mà Chúa đặt để quý vị. Hãy trung tín với khải tượng mà Chúa đặt để trên đời sống quý vị. Đừng bao giờ buông bỏ khải tượng quý vị. Nếu Chúa đã kêu gọi chúng ta trở thành một người Joseph của Chúa hoặc là trở thành một Daniel của Chúa, quý vị ơi, chúng ta cần phải kiên trung và chấp nhận trả giá để hoàn tất khải tượng đó cho đời sống của mình. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Và nguyên thần của Chúa Ngài sẽ ở cùng với quý bà chị em trong bất cứ nơi nào quý bà chị em đi, để quý vị luôn có một sự kết nối tốt với Chúa và luôn luôn lắng nghe, luôn luôn hiểu biết ý muốn của Chúa trên đời sống của mình là thế nào. Tôi xin phép cầu nguyện, xin mời quý vị cùng đứng lên với tôi và chúng ta cùng cầu nguyện theo lời của Chúa. Xin Chúa ban phước cho chúng ta qua lời của Ngài, để tâm lòng của chúng ta luôn có một sự bình an và thuận phục với Chúa. Bởi vì Ngài yêu thích tinh thần khiêm nhường hạ mình, tâm tình của Đấng Christ ở trong mỗi đời sống của chúng ta. Tạ ơn Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con, Ngài là cha yêu dấu chúng con, Ngài đang hiện diện ở trong hội thánh này. Trong buổi chiều hôm nay, Chúa Ngài đã bày tỏ ý muốn của Ngài qua lời của Ngài rằng mỗi người chúng con đều là những chi thể trong thân thể Đức Chúa Giêsu Christ, và Chúa Giêsu Christ Ngài chính là đầu của chúng con. Chúa ơi, chúng con là thân thể của Ngài, chúng con rất là cần có Ngài, chúng con cần được gắn kết với chính đầu của chúng con là Ngài, Chúa Giêsu ơi. Xin Chúa Ngài cho mỗi người chúng con được sống ở trong sự kết nối với chính Chúa và cũng như kết nối với hội thánh là nơi mà Chúa Ngài đã đặt để chúng con. Lạy Chúa, xin cho chúng con có tấm lòng trung tín, kiên trung với Chúa, cho dẫu hoàn cảnh khó khăn hoặc là như thế nào chăng nữa thì chúng con vẫn chọn đứng cùng phía với Chúa và trung tín với sự kêu gọi của Ngài, trung tín với vị trí mà Chúa đặt để chúng con, hầu cho chúng con trở thành những cây cổ thụ ở trong nhà của Chúa sau này. Chúa ơi, chúng con không muốn mình trở thành những cây bé nhỏ
mà thôi, nhưng mà chúng con muốn trở thành những cây cải cao to đến nỗi mà chim trời có thể đến đầu làm ổ trên nhành của nó. Xin cho chúng con có thể đứng vững ở trước những sóng gió, những ba đào, những thử thách, những sự bắt bớ ở trong đức tin, hầu chúng con có thể nhận lãnh được sự sống, sự tăng trưởng của Chúa một cách bền bỉ liên tục ở trong đời sống tâm linh của chúng con. Khi chúng con biết được người cha thuộc linh của chúng con là ai, xin Chúa ngài chúng con có thể kết nối tốt lành với người đó, và chúng con cũng có thể nhận được phước hạnh của Chúa qua người cha thuộc linh của chúng con, người mẹ thuộc linh của chúng con, và cũng như hội thánh là nơi mà chúng con cần được bao phủ. Xin Chúa tiếp tục hướng dẫn quý bà cha em con, những ai chúng con chưa biết được nơi nào mà chúng con cần phải được kết ước, hoặc là để chúng con được lớn lên ở trong thuộc linh của chúng con, thì xin Chúa ngài cũng bày tỏ với họ, để cho họ nhìn biết được rằng là ý muốn của Chúa muốn họ phải đến đâu, đến chỗ nào, gặp mục sư nào và thuận phục ở chỗ nào. Lạy Chúa, xin Chúa giúp đỡ cho quý bà cha em con, để chúng con sống ở trong sự khiêm nhường, hạ minh, và luôn luôn có một đời sống mạnh mẽ, bình an, đắc thắng, bởi vì chúng con có những người cha thuộc linh để bảo vệ chúng con, gìn giữ chúng con khỏi tất cả mọi sự bắn phá, những sự tấn công của ma quỷ xung quanh. Con cảm ơn Chúa, và một lần nữa con nhân danh Chúa Jesus Christ Nazareth quỷ phá tất cả những cái quyền lực của ma quỷ đang bắn phá, đang tấn công vào trong bầy chiên của Chúa, tạo thánh ngũ tuần Rema Lộc Hưng tại đây Chúa ơi. Bởi vì có những người họ đang được Chúa kêu gọi để bước đi tập tành hầu vì Chúa. Lạy Chúa, con quỷ phá tất cả những mưu kế của chúng nó, tất cả những sự ngăn trở chống đối lại với người của Chúa, những cái sự khó khăn thiếu thốn, những cái sự nghịch cảnh cũng như những sự bắt bớ ở trong đời sống thuộc linh của họ. Lạy Chúa, xin Chúa quỷ phá đi tất cả những cái bàn tay của ma quỷ, hầu cho họ được bình yên và họ thấy được sự giải cứu, giải thoát của Chúa ở trên đời sống của mình. Khi họ đến gần với Chúa thì Đức Chúa Trời ngài sẽ đến gần với họ, và ngài sẽ bảo vệ, bính vực họ trước tất cả những thế lực của ma quỷ. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban phước cho quý bà cha em con, những ai chúng con đến đây trong buổi chiều hôm nay đang mệt mỏi, yếu đau, trong bệnh tật, trong sức khỏe, trong hôn nhân, trong công việc của họ. Lạy Chúa, xin thương xót và rời chạm đến từng người chúng con. Xin Chúa ban phước cho chúng con và cho chúng con được nhìn thấy ơn huệ của Chúa, thấy được sự giải cứu, sự tiếp ứng của ngài ở trong cuộc đời của chúng con. Và chúng con không ngã lòng, bởi vì chúng con biết rằng chúng con sẽ thấy ơn của Chúa ở trên đất cải sống này. Còn cảm ơn Chúa, chúng con tiếp tục trong đợi ngài. Chúng con vẫn hy vọng rằng là trong Chúa Jesus Christ chúng con sẽ có được câu trả lời cho những nan đề của chúng con. Ngày mai sẽ đến với một sự đắc thắng, ngày mai sẽ đến với một sự tươi mới hơn, và công việc của chúng con, tình cảm gia đình của chúng con, hôn nhân của chúng con, sự kêu gọi của Chúa cho đời sống của chúng con sẽ được hoàn tất ở trong đúng thời điểm của Chúa. Còn cảm ơn ngài. Lời khen Chúa yêu dấu chúng con, con xin dâng tất cả dân sự của ngài cùng với tất cả những ước ao, những hoài bão của chúng con trong bàn tay của Chúa. Chúa ơi, ngài nói rằng là người công bình sẽ được như ý mình ước ao. Chúa ơi, xin cho chúng con có được những điều mà chúng con ước ao cho công việc nhà Chúa. Chúng con ước ao cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng con ước ao cho vùng đất này là khu vực Trảng Bàng Tây Ninh. Xin Chúa ngài thêm những kẻ được cứu vào trong hội thánh của Chúa mỗi tuần lễ, để sẽ có nhiều người được cứu hơn. Sau chương trình Xuân Yêu Thương thì xin Chúa ngài cho có nhiều người sẽ được biết về Chúa Giêsu Christ ở tại đây, vào thánh của Chúa sẽ được đông đủ nhiều hơn. Còn cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa bởi vì tất cả những việc mà ngài đã làm, ngài đang làm và sẽ làm ở trên hội thánh của chúng con. Còn ngợi khen Chúa, và con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.